Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên, cách để đăng ký các gói cước của Vinaphone hiệu quả và tiết kiệm nhất. Nếu bạn đang là một sinh viên thì các bạn hãy xem, có rất nhiều gói cước cho chúng ta, đặc biệt là rất ưu đãi cho các bạn để sử dụng. Trước tiên mời các bạn hãy truy cập vào website vinaphonevn.com. Đây, tại trang chủ của website thì các bạn có thể nhìn thấy có rất nhiều gói cước cực rẻ cho các bạn. Chi phí rất thấp, 5.000, 10.000 mà các bạn có thể đăng ký và sử dụng, vừa có thể lên mạng và vừa có thể gọi. Rất nhiều các bạn ạ, các bạn cứ vào trang chủ rồi lựa chọn cho mình một gói cước để đăng ký. Hoặc là các bạn có thể vào phần menu đây. Rồi, cũng tập hợp rất nhiều các gói cước cho các bạn. Ví dụ như gói cước ưu đãi ngay, gói data khủng, gói gọi rẻ, gói giải trí. Trong phần quà tặng thì có rất nhiều quà tặng như có chương trình tặng thẻ cao, tặng data. Các bạn có thể vào tìm đọc. Trong mục tin tức thì có rất nhiều các tin tức về khuyến mại, tin tức về cách sử dụng các loại sim của Vinaphone. Nói chung là rất nhiều thông tin hữu ích. Nếu các bạn đang sử dụng một sim Vinaphone thì các bạn hãy vào website vinaphonevn.com. Chắc chắn sẽ tìm cho mình được một thủ thuật, một thông tin hữu ích để bạn sử dụng sim một cách ngày càng tốt hơn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, đặc biệt là các đối tượng là học sinh, sinh viên, sử dụng gói cước Vinaphone hiệu quả. Vì vậy, mời các bạn vào gói ưu đãi ngay. Đây, các bạn có thể nhìn thấy có rất nhiều bài viết, có thông tin cho các bạn để lựa chọn các gói cước và đăng ký sử dụng. Đây, ví dụ gói cước sử dụng chu kỳ 1 ngày, 1 tuần ưu đãi, rồi các gói rất rẻ cho các bạn vừa gọi vừa lên mạng. Về link của website, link của bài viết thì mình sẽ để ở phần mô tả. Các bạn sau khi xem xong clip thì cứ kéo xuống phần mô tả ấy, rồi click vào link, vào tìm đọc và tìm hiểu kỹ lại xem các nội dung các bài viết để các bạn có thể lựa chọn và đăng ký một gói phù hợp nhất với mình. Ở đây thì các bạn tìm đến tiêu đề bài viết: sinh viên nên đăng ký gói cước 4G, 5G nào để dùng. Chúng ta cùng vào và đọc. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thông qua nội dung một tí. Bản thân bạn đang là một sinh viên thì bạn luôn chú trọng đến vấn đề sinh hoạt và tiêu dùng, thì làm sao cho nó tiết kiệm nhất, hiệu quả nhất để phục vụ cho công tác học tập. Thực sự thì bây giờ trong tay các bạn có thể có tới 2 đến 3 điện thoại, có thể điện thoại tốt và điện thoại còn rất xịn nữa. Nhưng các bạn cần phải sử dụng cho nó hiệu quả và hợp lý. Thứ nhất là tiền bố mẹ đang gửi cho các bạn, nguồn thu nhập các bạn tạo ra thì còn ít. Hai nữa là vì nhu cầu của các bạn bây giờ chủ yếu là sử dụng cho công việc học tập cũng như lên mạng mà thôi, chưa quá tập trung vào công việc, thì bạn cần phải lựa chọn những gói 4G, 5G nào cho nó phù hợp, đáng đồng tiền bạt gạo của mình bỏ ra. Dù sao thì sinh viên cũng là nên tiết kiệm. Vậy thì Vinaphone có những gói cước nào mà phù hợp cho đối tượng là sinh viên chúng ta? Thì có hai cách để đăng ký. Cách thứ nhất là bạn soạn tin nhắn tên gói cước, cách DL, cách số điện thoại đại lý và gửi 1543. Cách thứ hai là bạn nhấn vào nút đăng ký qua SMS. Nếu bạn đang truy cập vào điện thoại bằng điện thoại ấy, thì hệ thống sẽ chuyển sang mục gửi tin nhắn đi, và từ đó bạn chỉ việc nhấn nút gửi đi là hệ thống sẽ ghi nhận đăng ký thành công cho bạn. Ok, đó là hai cách để đăng ký. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từng gói cược một để chúng ta có thể có sự lựa chọn phù hợp nhất. Đầu tiên mình nói đến đó là gói Max 70 của Vinaphone. Đối với gói này ấy, thì chúng ta sẽ có 3,8GB tốc độ cao trên một tháng. Sau đó thì chúng ta sẽ về tốc độ thường cả tháng như vậy và sử dụng thoải mái. Chi phí bỏ ra là 70.000 đồng trong vòng 30 ngày. Gói thứ hai là gói Max 100. Tương tự như gói Max 70 thì gói này có 5,8GB tốc độ cao. Hết tốc độ cao thì cũng về tốc độ thường và chi phí là 100.000 trong 30 ngày. Nếu các bạn sử dụng trong một ngày ấy, thì có gói D2. Gói này là được rất nhiều các bạn đăng ký và sử dụng chu kỳ là trong vòng 24 tiếng. Ưu đãi là bạn sẽ có 2GB sử dụng một ngày và chi phí có 10.000 đồng mà thôi. Khi bạn cấp tốc quá sử dụng để xem tài liệu hoặc là giải quyết vấn đề thì gói này là rất phù hợp. Bên cạnh đó thì có những gói cước tuần. Đó là gói DT20 và DT30, chi phí bỏ ra khoảng 20 đến 30 ngàn, nhưng bạn sẽ sử dụng được 7 ngày, trung bình 1 ngày 1GB.
Ok, tiếp theo là các gói combo, tức là vừa lên mạng, vừa xem phim, vừa gọi nghe gọi vô tư. Đầu tiên cái gói được rất nhiều các bạn đăng ký, đó là gói VD89. Miễn phí 60 GB tốc độ cao, trung bình là 2 GB trên một ngày, miễn phí 50 phút gọi ngoài mạng. Còn nội mạng thì hoàn toàn miễn phí. Mỗi cuộc gọi như vậy là 10 phút một lần, thì các bạn gọi đến khoảng 8 đến 9 phút thì tắt đi rồi gọi lại thì sẽ không mất tiền. Về lưu ý ấy, là chỉ áp dụng cho các thuê bao máy mạnh nhận được tin nhắn mời đăng ký từ tổng đài Vinaphone hoặc trong 3 tháng trước đó. Bạn thường chi tiêu chi phí là khoảng nạp vào hoặc là chi tiêu là chưa đến 100 ngàn thì sẽ thuộc đối tượng đăng ký, thì khi đó mới đăng ký được. Gọi thứ hai cũng là gọi VD, đó là VD100. Thì bạn có 21 GB sử dụng trong 7 ngày và chi phí là 1 tuần. Đối với gọi này thì là chuyên lên mạng. Đối với các bạn gọi nhiều ấy thì mình xin giới thiệu gọi Alo 35. Thì mỗi lần là đăng ký như vậy mất 35 ngàn trong 30 ngày. Bạn sẽ có miễn phí là gọi nội mạng và có 10 phút gọi ngoài mạng. Nếu bạn có bạn bè, người thân hoặc là người yêu của mình mà đang dùng Vinaphone thì gọi này là cực kỳ phù hợp. Về hai gói giải trí thì mình xin giới thiệu gói M1 và gọi SMS 2G. Gói M1 đấy thì 79 ngàn sử dụng 30 ngày. Bạn sẽ miễn phí vào Zalo, miễn phí xem phim trên net, Mai TV net, tức là bạn có thể vào ứng dụng tại Zalo về và tại ứng dụng Mai TV net về để sử dụng xem phim là hoàn toàn miễn phí. Nếu các bạn thường xuyên xem phim ấy, thì gọi này là rất phù hợp. Cộng thêm đó bạn sẽ được 4 GB data tốc độ cao để lên mạng, được Facebook và các dịch vụ khác mà không phải phát sinh thêm tiền. Gọi SM2G thì miễn phí tới 38 GB, 35 phút gọi ngoài mạng, 35 SMS nội mạng và chơi game Liên Quân là không giới hạn. Khi đăng ký gọi này thì khoảng 139 ngàn một tháng đấy. Bạn đang chơi game Liên Quân thì vô tư, không bao giờ bạn cắt băng thông, cũng không bao giờ hết data cho các bạn. Nói chung data để chơi game là vô tư. Ngoài ra thì bạn có tới 38 GB để lên mạng xem phim, sử dụng các dịch vụ khác. Trong các gói mà mình vừa nêu trên đấy thì có rất nhiều bạn lựa chọn các gói combo, đó là SMS 2G, gói VD89, gói DT30 là những gói tiêu biểu, hoặc trong ngày thì có gói D2 là rất phù hợp tùy theo nhu cầu của bạn, tùy theo những thời điểm mà bạn cần thì bạn có thể đăng ký để sử dụng. Về cách đăng ký như hồi nãy mình nói là có hai cách, đó là cách đầu tiên là phản tin nhắn, cách thứ hai là bạn nhấn nút trực tiếp vào nút đăng ký qua SMS. Thì bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem đây. Các bạn chỉ cần nút vào, nhấn vào nút đăng ký qua SMS đấy, là ngay lập tức hệ thống sẽ chuyển sang mục tin nhắn. Bạn chỉ cần để nguyên tin nhắn như vậy và nhấn nút gửi đi là nhà mạng sẽ ghi nhận là đăng ký thành công gói cược. Rất đơn giản đúng không? Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ thông qua cho các bạn những nội dung đặc biệt lưu ý thế này. Một số bạn sẽ đăng ký gói cược mà không thành công là do các nguyên nhân sau đây. Thứ nhất là tài khoản của chính không đủ tiền để đăng ký gói cược. Tất nhiên yếu tố này thì bạn cần phải nạp thêm tiền để đăng ký gói. Thứ hai, bạn soạn tin nhắn sai cú pháp hoặc chưa đúng chuẩn mẫu thì bạn cần phải soạn cho chính xác cú pháp hoặc là nhấn vào nút đăng ký qua SMS để chuyển để nguyên như vậy, không thay đổi bất cứ thông tin gì và nhấn nút gửi đi. Nhà mạng sẽ đăng ký thành công và có thông báo gửi về cho bạn. Thứ ba, thuê bao bạn không thuộc đối tượng đăng ký gói cược. Thì như hồi nãy mình nói là có một số gói cược nó là yêu cầu bạn phải thuộc đối tượng hoặc được nhà mạng mời mới đăng ký được ấy. Thì bạn cứ thử đăng ký đi, biết đâu sẽ được. Trong trường hợp không đăng ký được, không thuộc đối tượng thì bạn cứ lựa chọn gói cược khác để đăng ký. Và tại website vinaphonevn.com thì cũng có rất nhiều các gói cược khác cho các bạn lựa chọn. Các bạn có thể thấy có những gói cược làm chơi game cả tháng đấy, hoặc là có những gói cược là 100 GB, 200 GB, rất nhiều các bạn ạ. Đấy, 3 GB trên một ngày đấy chẳng hạn này. Rồi tổng hợp các gói 100 ngàn cho các bạn thường xem bóng đá thì có gói cược để xem bóng đá. Đấy, các bạn cứ vào website vinaphonevn.com để lựa chọn và đăng ký. Về link của website, link của bài viết thì mình sẽ để tại phần mô tả. Các bạn sau khi xem xong clip thì kéo xuống phần mô tả của video này,
click vào link và để vào website và tìm đọc những bài viết, những cái hướng dẫn của mình tại đây để các bạn có thể lựa chọn gói cước phù hợp nhất để đăng ký và sử dụng. Ngoài ra, nếu các bạn mà có nhu cầu lớn về sử dụng trong chu kỳ cả năm chẳng hạn để lên mạng thì các bạn cứ ghé qua bán vé của bên mình. Tại đây thì mình cũng giới thiệu một số các loại sim siêu data khủng cho các bạn có thể lựa chọn và có thể lấy một sim để sử dụng. Như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn đăng ký và sử dụng các gói cước mà phù hợp cho đối tượng là học sinh sinh viên với chi phí rất thấp nhưng data rất khủng của nhà mạng Vinaphone. Các bạn thấy hữu ích thì nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.